chào mọi người, rất vui được gặp lại quý vị. Chào mừng quý vị đến với kênh Bất Động Sản Minh Ngọc Lan. Chúc quý vị một ngày thật là tốt lành. Hiện tại là Ngọc đang có mặt trước dự án Phú Hoa City giai đoạn 2 khu biệt thự. Và bây giờ đang là 5 giờ chiều quý vị ơi, 5 giờ rưỡi chiều. Thì hôm nay là Ngọc sẽ dẫn quý vị đi tham quan một vòng về hạ tầng của dự án Phú Hoa City giai đoạn 2. Mời quý vị cùng theo dõi nha. Bên cạnh cái cổng vào của bên giai đoạn 2 đó là cái khu giai đoạn 4 đang xây dựng. Ở đây Ngọc nhìn thấy là có khả năng là cũng xây tiếp phần shop house từ 5x15 hoặc là 6x15 khu vực này. Rồi, đi tới đây là mặt shop house của dự án này. Trong cái đợt này thì có khá là nhiều người họ trả lại mặt bằng trong đợt dịch ha. Và buổi chiều thì Ngọc thấy rất là nhiều anh chị đạp xe đi tập thể dục này. Nói chung là buổi chiều là một cái thời gian khá là yên bình luôn quý vị. Hôm nay Ngọc đi là vào chủ nhật ha. Và xung quanh đường xá đây nó cũng vắng hơn rất là nhiều. Trong này là khu hồ bơi và khu nhà điều hành của dự án. Nhà điều hành tổng Trần Anh Group nha quý vị. Như vậy shop house mặt tiền thì diện tích chủ yếu là 6x15. Một số căn thì sẽ có diện tích là 6x16. Bây giờ Ngọc sẽ dẫn quý vị đi hết một đường, nguyên hết cái mặt shop house và đi xuống qua các phần công viên, các căn nhà trong này, để những quý anh chị nào mà đã mua tại Phú Hoa City mình có thể theo dõi về hạ tầng nha. Hình như là mấy cô chú đang tính tụ họp nhau đi đạp xe đạp, rất là vui. Đây là phần kênh nước bao quanh lấy cái khu biệt thự Phú Hoa City nè quý vị. Kênh nước này nó sẽ đổ ra lại kênh Nam Hạ ha. Đây là các lốc N12 đường lô thất 8. Wow. Xuống đây là N11 này. Giống treo lo tinh cuối đường và cánh nan bay trên cao. Phía dưới này là một cái phần chờ bảo vệ ha. Nói chung khu biệt thự Phú Hoa City thì nó không có nối với đâu hết, xung quanh đều là nước non hoặc là liền kề với những khu vực khác. Bên cạnh là dòng kênh, bên cái dãy hoa tràm, những cây tràm đang nở hoa trắng bóc kia đó là khu Bình Chánh nha quý vị. Khu đất sạch của Bình Chánh, đợt này mấy bông tràm đang nở hoa đó rất là đẹp. Đây là con đường cạnh bờ sông nè. Có một số cô đang tập thể dục, cái chú thì đạp xe đạp đi lòng vòng ở trong này. Nói chung buổi chiều đi giờ đây là một cảnh rất là tuyệt vời luôn quý vị ơi. Theo Ngọc thấy là những cái phần hai bên đường á là cái phần cỏ mới được bên công ty cây xanh họ mới cắt dọn xong. Thì ở phần phía bên ngoài với phần xanh trong nhà mình á, cỏ thì sẽ được bên công ty cắt dọn nha quý vị. Đó, mọi người sẽ nhìn thấy là những cái đống cỏ được cắt dọn sẵn. Những cái đường mà chạy dọc này gọi là đường Lotus nè. Cái đường cắt ngang là đường Osaka. Vô trong này là các lốc khoảng 6x15. Phía trong này thì sẽ có 4 căn biệt thự diện tích lớn, bề ngang 8m. Đó, đây có một số nhà họ đã làm hoàn thiện rồi nè. Thì những căn biệt thự này thì nó sẽ là thoáng ba mặt, gọi là biệt thự song lập đó. Còn phía dưới này là biệt thự liền kề. Video này thì Ngọc quay sẽ rất là chi tiết và chậm chạp một chút để cho những quý anh chị nào á mà mình đã mua ở đây thì mình có thể là theo dõi được cái hạ tầng một cách chính xác nhất ha, để mình biết cái nhà của mình như thế nào. Rồi, đi qua đây là lốc N10 và N9. Ở dưới này thì họ cũng đang hoàn thiện nhà ở dưới khu vực này. Cái kiểu mà bây giờ đang mùa dịch đó mà mọi người có một cái căn nhà ở một khu vực như thế này mình trốn dịch thì quá là ok luôn á. Thật sự nói về khu Phước An, về ở nghỉ dưỡng hoặc là mình thích một cuộc sống nó yên lành và cách Sài Gòn có mười mấy cây số thì quá là ok, rất là ok.
Từ đây đi qua bên ranh giới Hóc Môn chưa tới 2 cây số. Qua đây là lớp N8 và N9 nha. Mọi người theo dõi cho vô giúp Ngọc. Ngọc sẽ giả bộ quay qua một chút nè để mọi người nhìn thấy một số căn nhà ở trong này. Đó, rất là nhiều nhà đã làm hoàn thiện và ở trong này rồi. Những căn này là 6x15 thì có phần ban công. Thì những anh chị nào thích nhà theo kiểu dạng biệt thự mà mình để được xe hơi nè, có phần ban công phía trước nhà, buổi tối mình đi ra mình ngắm cảnh hoặc là trồng cây á, thì sẽ rất là thích hợp. Và những anh chị nào thích trồng cây trên sân thượng thì có thể lựa chọn những mẫu nhà như thế này. Bên này là N7, lốc N7. Lốc N7 nè. N7 thì có khá nhiều anh chị vô trong này sinh sống ở đây rồi, rất là nhiều anh chị. Những căn này là 6x15 nhưng mà không có ban công và họ sẽ tận dụng được cái phần phía trên, đó là căn phòng nó sẽ rộng hơn. Rồi, bây giờ mình qua tiếp một số lốc khác nha. Qua bên đây là mặt công viên nè. Trời ơi, cái buổi chiều ở công viên này nó mới đẹp làm sao. Ôi sao mà đông thế. Ôi tự nhiên cảm thấy đông nó hơi sợ mọi người ơi. Đợt này em đang mùa dịch em sợ lắm. Qua đây là cái lốc về N6 và công viên nhá. Chết rồi. Hình như cấm xe không được chạy vào công viên, nhưng mà chạy một chút thì chắc là không có sao. Em chỉ chạy một chút thôi. Nè, ở đây là mọi người sẽ nhìn thấy là trong những cái phần chòi ở ngay bờ hồ đó có rất là nhiều người dẫn các bé rồi người lớn ở trong này chơi. Ôi xin lỗi. Trời ơi, mọi người đang đi bộ trong này và mình đi xe vô trong này ngại quá. Để em chạy ra luôn. Buổi chiều thì mình có thể ra đây đánh cầu lông này, chơi tập thể dục này. Ôi trời ơi. Hồi đảo à. Thôi Ngọc sẽ không có đi vô bên trong cái khu công viên này đâu, cho dù rất là muốn dẫn mọi người vô trong đó nhưng mà không dám vô. Tại kiểu là công viên để mọi người đi bộ á, mà mình vô thì rất là kỳ. Rồi, mình qua đây là tiếp tục các lốc khác nè quý vị. Các lốc N4, N3, N2, N1. Này là N4 nè, nhìn mặt ra công viên ha. Thì nãy giờ quý vị cũng thấy là cái phần công viên buổi chiều rất là thoáng mát. Và mọi người đi ra tập thể dục thì nhớ mang theo khẩu trang để cho an toàn hơn. Qua đây là N3 và N4 này. Cái cảm giác mình có một căn nhà ở đây buổi chiều mát mẻ đi tập thể dục này cũng rất là yên tĩnh. Và phía ngoài Phúc An á, mình đi lên ngay chỗ đối diện cổng khu công nghiệp Xuyên Á là mở một cái Bách Hóa Xanh rồi nha. Bây giờ anh chị nào đi ra đó thì mình cần mua những thứ gì rất là tiện lợi. N4, N3. Trời ơi, làm một cái vườn nè, mới đã làm sao. Ôi bữa trước á, trong này có anh khách, anh chị khách thuê căn nhà của Ngọc trong này nè. Trời ơi, làm cái vườn rau đã ghê. Mỗi lần mà anh chị khoe lên là trồng dưa leo này, trồng khổ qua, nói chung là những cái cây thanh leo á, thì rất là nhiều trái. Thì mọi người ở đây có thể sử dụng các phần sân, mình có thể đổ thêm đất. Nếu mà mình không có để xe hơi thì mình có thể đổ thêm đất vô mình trồng cây. Ôi chết rồi. Dạ xin lỗi à. Ôi ngại quá. Cái cảm giác là mình đang đi phá đám mọi người ấy. Đây là N3, N3 và N1. Hầu như lúc nào cũng có người vô trong này ở hết rồi quý vị ơi. Bây giờ đã gần như là 6 giờ chiều rồi. 6 giờ chiều mà trời rất là sáng nha. Rất là đẹp, rất là sáng. Phúc An City giai đoạn 2. Và trong video ngày hôm nay, thật may mắn là Ngọc đi vô giờ này thì có thể thấy được mật độ dân cư một cách chính xác hơn. Hầu như là nếu mà Ngọc đi vào buổi trưa là các anh chị đi làm hoặc là ngủ trưa ở trong nhà hầu như không thấy người. Nhưng mà vào buổi chiều mình đi thì mới thấy được là dân cư họ đi ra bên ngoài chơi, rồi tập thể dục, rồi đánh cầu, đạp xe đạp á, làm cảm giác rất là thoải mái. Đây là giai đoạn 4 nè. Trong video trước Ngọc có làm một video về giai đoạn 4. Thì bây giờ xây lên một tấm và đang tiếp tục đổ thêm cái phần cột, phần kèo ở cái tầng 2. Tại cái con đường thì cũng đang trong quá trình làm luôn rồi quý vị.
Trong những video trước Ngọc có làm những cái con đường này nè, từng đoạn ha, từ cái khúc lần phía trước này rồi tới khúc giữa và khúc bên giai đoạn 3, thì Ngọc có để lên hết rồi và Ngọc sẽ cố gắng cập nhật trong những video sau thật là chi tiết và rõ ràng. Thì anh chị nhớ theo dõi kênh của Ngọc bằng cách đăng ký kênh, like nếu cảm thấy video này hữu ích để động viên cho Mỹ Ngọc Lan nha. Nếu cần tìm hiểu thêm về Phúc An City và các dự án khác của Trần Anh Group thì cứ liên hệ với Mỹ Ngọc Lan qua số hotline 0908411055. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi và chúc quý vị một ngày thật an lành nha.